Đây là bài viết Xung đột Nga-Ukraine nếu có liên quan đến tôn giáo của tác giả Phong Trung, đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Một trong những lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để biện hộ cho cuộc chiến với Ukraine là để bảo vệ nhà thờ chính thống giáo Nga và tín đồ tại đây. Tổng thống Putin cho rằng việc chủ nghĩa dân tộc Ukraine ngày càng dâng cao sẽ gây mất an ninh đối với người Nga và tín đồ chính thống giáo dòng Nga tại quốc gia này. Rõ ràng, cuộc chiến Nga-Ukraine không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng có bị tác động bởi yếu tố danh tính dân tộc. Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Lập luận này dựa trên việc Nga, Ukraine và Belarus đều coi một quốc gia cổ Kievan Rus là tổ tiên của mình. Ngoài ra, danh tính và văn hóa của một quốc gia Liên Xô cũ như Nga hay Ukraine có gắn bó rất mật thiết với tôn giáo, cụ thể ở đây là chính thống giáo phương Đông. Một đặc điểm cần lưu ý là suốt nhiều thế kỷ qua, Ukraine không được coi là một địa phận tôn giáo độc lập, được công nhận rộng rãi, mà chính thống giáo Ukraine là một chi nhánh của chính thống giáo Nga. Đến đầu năm 2019, một địa phận tôn giáo độc lập mới mang tên Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, Orthodox Church of Ukraine, ra đời và tồn tại song song với Giáo hội Chính thống giáo Nga ở Ukraine, Ukrainian Orthodox Church Moscow Patriarchate. Việc một địa phận tôn giáo độc lập mới ở Ukraine được công nhận gây ra rất nhiều tranh cãi ở trong lòng các giáo hội chính thống giáo phương Đông. Giáo hội Nga đã quyết định cắt đứt hiệp thông với giáo hội Constantinople vì đã công nhận sự độc lập này và vẫn tuyên bố địa phận tôn giáo đối với toàn Ukraine. Sự chia rẽ về tôn giáo cũng kéo theo nhiều biến chuyển ở phương diện chính trị và ngược lại, nhưng không vì thế mà có thể đánh đồng lập trường chính trị của các giáo hội là đồng nhất với quốc gia sở tại hoặc quốc gia đặt trụ sở chính. Mặc dù nếu nhìn lướt qua sẽ có nhiều điểm tương đồng, nhưng việc tranh chấp lãnh thổ chính trị và địa phận tôn giáo giữa Nga và Ukraine cũng nên được nhìn nhận tách biệt. Có thể chính thống giáo phương Đông là khái niệm không phổ biến tại Việt Nam, nên để hiểu rõ về giáo hội Nga hay giáo hội Ukraine, có lẽ cần quay trở lại với lịch sử cuộc ly giáo lớn nhất lịch sử cơ đốc giáo này. Giáo hội chính thống giáo phương Đông hình thành. Thuật ngữ tông tòa trong cơ đốc giáo để chỉ các tòa giám mục do một hay nhiều tông đồ của Chúa Giê-xu thành lập. Người đứng đầu các tòa giám mục được gọi là thượng phụ, Patriarch. Vào thời hoàng đế La Mã Justinian I, từ năm 527 đến năm 565, cơ đốc giáo được quản lý bằng hệ thống Pentarchy bao gồm 5 tòa giám mục lớn nhất của La Mã: Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch và Jerusalem. Vai trò của các tòa giám mục cũng có sự phân cấp tùy thuộc vào thành phố thủ phủ của tòa giám mục đó, và các tòa giám mục này vẫn thường có hiệp thông với nhau. Tuy nhiên, càng về sau, sự khác biệt giữa các tòa giám mục về cách diễn giải giáo lý, thực hành giáo luật và các truyền thống ngày càng lớn, đặc biệt là giữa tòa giám mục thành Rome và tòa giám mục thành Constantinople. Tòa thành Rome chịu ảnh hưởng bởi thần học phương Tây dựa trên luật La Mã, trong khi đó, tòa thành Constantinople lấy gốc ở văn hóa triết học Hy Lạp. Một trong những giáo lý gây tranh cãi lớn nhất giữa hai tòa giám mục dẫn tới cuộc đại ly giáo năm 1054, đó là về Chúa Thánh Thần. Theo đó, thành Constantinople cho rằng Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha, trong khi đó thành Rome lý giải Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra, còn một số vấn đề không đồng nhất giữa hai bên như tu sĩ có phải sống độc thân hay có được sử dụng bánh mì không lên men trong nghi lễ ban thánh thể Eucharist hay không. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 1054, giáo hoàng Leo IX cắt đứt hiệp thông với thượng phụ thành Constantinople, khi đó là Michael Cerularius. Thành Constantinople cũng phạt vạ hiệp thông tương tự đối với phía thành Rome. Đây được coi là cuộc đại ly giáo lớn nhất của cơ đốc giáo cho đến nay giữa tòa giám mục thành Rome, hay nay còn được gọi là Giáo hội Công giáo La Mã, Roman Catholic Church, và tòa giám mục thành Constantinople, hay tòa thánh chính thống giáo phương Đông, Eastern Orthodoxy. Vai trò của Giáo hội Chính thống giáo Constantinople. Khác với Công giáo La Mã với Vatican và Giáo hoàng là trung tâm, Chính thống giáo phương Đông là một khối hiệp thông giữa các giáo hội tự chủ. Các giáo hội về cơ bản là bình đẳng với nhau và không được can dự vào công việc nội bộ trong phạm vi giáo phận của nhau. Tuy vậy, Tổng giám mục thành Constantinople, hay được gọi là Thượng phụ Đại kết,
Ecumenical Patriarch, được coi là có phẩm bậc cao nhất trong các giáo hội chính thống giáo phương Đông và được gọi là đứng đầu giữa những người bình đẳng. Vẫn phải nhấn mạnh thêm, chức vụ này không phải giáo chủ hay người đứng đầu hội thánh. Tổng giám mục thành Constantinople hiện tại là thượng phụ Bartholomew I. Tuy không phải giáo chủ, thượng phụ đại kết thành Constantinople vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng và uy tín rất lớn đối với các cộng đồng chính thống giáo khác. Có một điểm vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của toàn giám mục này là không liên quan nhiều đến chính phủ sở tại, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Không có sự bảo trợ về chính trị và kinh tế của quốc gia cũng gây ra những khó khăn nhất định, đặc biệt là khi so sánh với Nga. Nhưng cũng chính vì thế là dễ xây dựng uy tín không bị chính trị hay chủ nghĩa dân tộc chi phối. Về tổ chức, chính thống giáo phương Đông là một tập thể các giáo hội độc lập hay các giáo hội tự trị. Vì không có một người đứng đầu nên rất khó để phân định một vấn đề khi có mâu thuẫn xảy ra, đặc biệt là trong vấn đề công nhận một hội thánh độc lập mới. Vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết khi gắn liền với chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Các quốc gia sau khi giành được độc lập có xu hướng không muốn giáo hội của nước mình chịu phụ thuộc vào một giáo hội đặt tại lãnh thổ của một nước khác. Nhưng quá trình công nhận một giáo hội độc lập mới thường rất khó khăn và có khi kéo dài nhiều thập kỷ. Thông thường, một giáo hội được coi là độc lập khi được các giáo hội độc lập trước đó công nhận. Thượng phụ đại kết cho rằng quyền công nhận một giáo hội độc lập mới thuộc về thành Constantinople do các lý do lịch sử và truyền thống. Đô thành Kievan Rus và giáo hội chính thống giáo Nga. Năm 988, thành Constantinople quyết định thành lập một địa phận tôn giáo mới là đô thành Kievan Rus. Sau khi bị Mông Cổ xâm lược vào thế kỷ 13, trung tâm của đô thành Kievan Rus phải chuyển đến tỉnh Vladimir, Nga, và sau cùng trụ sở được chuyển tới Moscow vào năm 1325. Đến đầu thế kỷ 15, nhân khi vai trò của thành Constantinople có phần suy yếu đi nhiều do phải đối phó với đế quốc Hồi giáo Ottoman, đô thành Kievan Rus tự tuyên bố độc lập và đổi tên thành đô thành Moscow. Constantinople đáp trả bằng việc thành lập một tổ chức mới có tên là đô thành Kiev. Halych và toàn Nga tại Kiev khi đó đang thuộc về Lithuania. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này cũng không đi đến đâu. Đến năm 1589, giáo hội chính thống giáo Nga đã nhận được sự công nhận từ Constantinople trong bối cảnh Constantinople đang chịu sự quản lý của Ottoman suốt một thế kỷ, còn Nga ngày một phát triển hùng mạnh. Năm 1886, do tình hình chính trị căng thẳng giữa Nga và Ottoman, Constantinople đã trao lại quyền phong chức tổng giám mục thành Kiev cho giáo hội Nga. Phía Nga cho rằng đây chính là dấu mốc Constantinople đã chuyển giao vĩnh viễn địa phận Kiev sang cho Nga. Mặc dù Constantinople sau đó có giải thích đây là việc tạm thời, nhưng giáo hội Nga vẫn quản lý Kiev và toàn Ukraine trên thực tế cho đến tận năm 2018, trước khi thượng phụ Bartholomew quyết định đưa Kiev quay trở lại địa phận của Constantinople và công nhận tính độc lập của địa phận này. Chính thống giáo ở Ukraine. Kể từ khi Ukraine độc lập, một phần tín đồ chính thống giáo tại đây luôn tìm cách thành lập một giáo phận độc lập cho người dân của mình. Tuy nhiên, những nỗ lực này gặp rất nhiều khó khăn do Kiev và Ukraine nói chung từ nhiều thế kỷ qua đã là địa phận của giáo hội Nga. Năm 2018, Tổng thống Ukraine khi đó là Petro Poroshenko đã đến Istanbul để thỉnh cầu thượng phụ đại kết thành Constantinople công nhận sự chính thống và độc lập của giáo hội Ukraine. Đến năm 2019, Đức Thượng Phụ đã đồng ý và công nhận sự độc lập của giáo hội chính thống giáo Ukraine. Sự kiện này đã khiến cho giáo hội Nga rất tức giận và quyết định cắt đứt hiệp thông với thành Constantinople. Phía giáo hội Nga kịch liệt phản đối hành động của giáo hội Constantinople và coi đó là đi ngược lại nguyên tắc về địa phận. Để phản bác lại, Constantinople cho rằng chính họ đã ban sự độc lập cho giáo hội Nga. Nếu giáo hội Nga không chấp nhận tính chính thống và vai trò của Constantinople, thì cũng chính là nghi ngờ tính chính thống của chính mình. Trước sự kiện giáo hội Ukraine được công nhận, thượng phụ giáo hội Nga đã tới Istanbul gặp thượng phụ đại kết để bày tỏ sự lo lắng. Your Holiness, if you give Ukraine autocephaly, blood will be shed. Đức thượng phụ đại kết đáp lại rằng Your Beatitude, we have no army or weapons at our disposal. If blood is to be shed, it will not be shed by us, but by you. Về cơ bản, có thể hiểu hiện tại có hai giáo hội chính thống giáo lớn nhất cùng tồn tại ở Ukraine là giáo hội chính thống giáo Ukraine mới được thành lập và công nhận và giáo hội chính thống giáo Nga ở Ukraine.
Cả hai tổ chức này đều cho rằng mình mới là giáo hội chính thống và duy nhất đối với tín đồ ở Ukraine. Cũng phải nói thêm, sự kết nối giữa Ukraine và Nga về tôn giáo không chỉ ở mặt địa phận giáo hội trong nhiều thế kỷ gần đây, mà còn gắn liền với lễ rửa tội của hoàng tử Kievan Rus, hay sau là đại đế Vladimir năm xưa tại chính Crimea. Đây được coi là dấu mốc khởi đầu cho sự hình thành cơ đốc giáo ở lãnh thổ Kievan Rus cũng như là Nga hay Ukraine sau này. Vì thế, Crimea hay Ukraine đặc biệt quan trọng với Nga. Sau khi sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, Tổng thống Putin đã nhắc lại sự kiện này và nhấn mạnh tầm quan trọng không chỉ ở khía cạnh địa chính trị mà còn ở khía cạnh tôn giáo đối với nước Nga và người Nga. Quan điểm của các giáo hội chính thống giáo về cuộc chiến Nga-Ukraine. Chính thống giáo Nga tại Moscow. Mặc dù chính thống giáo Nga tại Moscow thường có lập trường ủng hộ chính phủ Nga và hiếm khi đưa ra quan điểm chống lại, nhưng giáo hội vẫn có sự tự chủ nhất định. Thượng phụ Kirill đã ra một tuyên bố ngày 24 tháng 2 năm 2022 như sau: "As the patriarch of all Russia and the primate of a church whose flock is located in Russia, Ukraine and other countries, I deeply empathize with everyone affected by this tragedy. I call on all parties to the conflict to do everything possible to avoid civilian casualties." Tạm dịch: với tư cách là thượng phụ của nước Nga và tổng giám mục của toàn bộ chiên đoàn tại Nga, Ukraine và các nước khác, tôi xin được chia sẻ sâu sắc với tất cả những ai là nạn nhân của tấn bi kịch này. Tôi kêu gọi các bên liên quan tránh gây thiệt mạng người vô tội. Trước đó, trong ngày các chiến binh bảo vệ tổ quốc, Đức Thượng Phụ đã ca ngợi Tổng thống Putin và những người đang thực thi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới vấn đề Ukraine. Chính thống giáo Ukraine. Giáo hội Ukraine lên án rất mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Ukraine và gọi Tổng thống Nga Putin là Antichrist của thời đại này. Lập trường của giáo hội Ukraine luôn rõ ràng là phản đối chiến tranh và ủng hộ chính quyền cũng như quân đội Ukraine. Quan điểm này được Tổng giám mục giáo hội Ukraine Epiphany nhấn mạnh thêm: "With prayer on our lips, with love for God, for Ukraine, for our neighbors, we fight against evil and we will see victory." Tạm dịch: cùng cầu nguyện với Chúa cho Ukraine, cho những người hàng xóm của chúng ta chống lại kẻ ác. Cuối cùng, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Chính thống giáo Nga tại Ukraine. Mặc dù về mặt tôn giáo, giáo hội chính thống giáo Nga tại Ukraine vẫn tuyên bố trung thành với giáo hội Nga. Tuy nhiên, từ lâu, giáo hội đã trao quyền tự quản lý và tương đối độc lập với giáo hội Nga. Ban đầu, khi mâu thuẫn nổ ra giữa Nga và Ukraine, giáo hội giữ thái độ im lặng. Nhưng đến khi chiến sự thực sự bùng nổ, ngày 24 tháng 2, giáo hội đã chính thức lên tiếng lên án chiến tranh. Tổng giám mục Kiev và toàn Ukraine Onufri đã chỉ đích danh Tổng thống Nga Putin và yêu cầu phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da sáu thịt và so sánh cuộc chiến này với tội ác của nhân vật Cain trong Kinh Thánh, người đã giết chết em trai mình vì ghen tị. "Most regrettably, Russia has started military action against Ukraine. And at this fateful time, I urge you not to panic. Be courageous and show love for your homeland and for one another." Tạm dịch: đáng buồn nhất, Nga đã khơi mào cuộc chiến với Ukraine. Và trong thời khắc quan trọng này, tôi mong các bạn đừng hoảng loạn. Phải thật dũng cảm và cho tất cả thấy tình yêu dành cho quê hương tổ quốc và tình yêu dành cho nhau. Chính thống giáo Constantinople. Giáo hội thành Constantinople phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh và ủng hộ Ukraine. Đức Thượng Phụ Đại Kết lên tiếng: "We address another plea to end the war now, to immediately stop any act of violence, anything that spreads pain and death." Tạm dịch: chúng tôi mong muốn các bên dừng cuộc chiến này lại. Hãy ngay lập tức ngừng bất cứ hành động vũ lực nào, bất cứ việc gì lấy đi mạng người và để lại đau thương. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết xung đột Nga-Ukraine nếu có liên quan đến tôn giáo. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Cùng mình là Nam, đến từ Spy Room.